Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại con hẻm 588 của trục đường tỉnh lộ 10 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cô chú anh chị ha. Đối diện của chú anh chị mình đó là thuộc phường Bình Trị Đông B nha. Ngay chỗ cái cửa hàng điện gia dụng với cô chú anh chị, đó là thuộc phường Bình Trị Đông B của chú anh chị ha. Còn phía bên này sẽ là phường Bình Trị Đông nha cô chú anh chị. Ở đây là mặt tiền đường của trục đường tỉnh lộ 10 nè. Ở trước mặt của chú anh chị mình đây là mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10. Thì cái hướng này là cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên hướng đi về bên quận 6, hướng đi về bên đường Bà Hôm quận 6 nha cô chú anh chị. Hướng đi ra ngay chỗ chợ Phú Lâm của chú anh chị ha. Thì từ đây lên đó khá là gần, từ đây lên đó chắc khoảng cỡ chừng 1.5 cây đó cô chú anh chị. Thì ở đây cô chú anh chị mình di chuyển lên là mình sẽ gặp ngay chỗ cái chợ cây da xà ở ngay chỗ trục đường số 6 nè. Rồi hướng lên bên trên nữa thì gặp ngay chỗ góc ngã tư giữa đường An Dương Vương giao với lại cái đường Bà Hôm ha, ngay chỗ góc tỉnh lộ 10 đó cô chú anh chị. Còn cái hướng ngược lại này là cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên hướng đi về bên trường tiểu học. Nó có một cái ngôi trường tiểu học ở dưới đây, thì trường tiểu học đó là trường tiểu học Bình Trị 2, cơ sở 2 nha cô chú anh chị. Và mình hướng đi về bên chợ Bình Trị Đông cũ cô chú anh chị ha, ở ngay chỗ cái mặt tiền đường của đường Bình Trị Đông đất mới cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho cô chú anh chị mình một cái ngôi nhà nằm ở cái con hẻm 588 của đường tỉnh lộ 10. Nhà có kết cấu một trệt, một lầu, một lửng cô chú anh chị ha, gồm tổng cộng 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Nhà mình là trần cao ráo, sàn ở bên trên là cao ráo với lại trần ở nóc nhà cao ráo lắm cô chú anh chị. Căn này cô chú anh chị mình mua về mình ở phải nói là quá xuất sắc luôn cô chú anh chị, tại vì căn nhà này chủ sửa chữa và xây dựng rất là tâm huyết luôn cô chú anh chị. Thì tí nữa Ngũ Hoàng sẽ quay vào bên trong nhà cho cô chú anh chị mình xem ha. Với cái phân khúc phải nói là quá rẻ, chỉ nhỉnh hơn 2 tỷ 1 tỷ thôi. Chỉ nhỉnh hơn 2 tỷ 1 tỷ thôi. Cô chú anh chị mình sẽ sở hữu ngay một cái ngôi nhà một trệt, một lầu, một lửng ha, gồm 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh ha. Ở giáp ranh với lại quận 6 nè. Ở đây thì hướng đi về bên quận 6 khá là gần. Hướng đi về bên chợ cây da xà ha cô chú anh chị. Còn hướng này thì cô chú anh chị mình về ngay chỗ trường tiểu học Bình Trị 2 nè. Còn nếu cô chú anh chị nào mình muốn con em mình đi học ở bên trường tiểu học An Lạc hoặc là trường trung học cơ sở An Lạc á, thì hướng đi về bên trục đường này. Ở hướng nó về bên trục đường này mình hướng đi về bên đường Phùng Tá Chu ha. Ở nó có cái trục đường Phùng Tá Chu thì cô chú anh chị mình di chuyển vô đó thì mình sẽ thấy 2-3 cái ngôi trường ở đó ha. Với lại có một cái ngôi trường ở cũng kế ở đó luôn. Ở con hẻm này là hẻm 588 nha cô chú anh chị. Hẻm 588 của đường tỉnh lộ 10 nha. Hẻm này thì xe hơi cô chú anh chị mình di chuyển được nha. Xe hơi mình di chuyển được nha cô chú anh chị. Và hẻm này thì đi thông. Nó sẽ đi thông ra bên trục đường 634 của đường tỉnh lộ 10. Và mình đi thông ra bên trục đường liên khu 16-18 nha. Đó, mình đi thông ra liên khu 16-18 nè. Rồi đi thông ra bên 634 của đường tỉnh lộ 10 cô chú anh chị nha. Hẻm này là hẻm xe hơi. Ở vị trí của nhà của mình đó, cách hẻm xe hơi này thì khoảng cỡ chừng là 20m thôi. Là một cô chú anh chị mình sẽ ra cái hẻm xe hơi này. Thì cái hẻm này thì hẻm thông ha. Nó sẽ đi thông ra bên... nó có thể đi thông ra bên cái hẻm 560 á, có một cái hẻm 560 hay 530 gì của bên tỉnh lộ 10 á. Đó mình đi lên trên tí nữa mình có cái bên tay phải đó, nó có một cái hẻm ha. Hẻm 530 ha, nó cũng đi thông ra bên tỉnh lộ 10 luôn. Còn cái hướng này á, thì mình đi thông ra bên 634 tỉnh lộ 10 nè. Đó, trước mặt của chú anh chị mình di chuyển ra, mình đi thẳng luôn là mình sẽ đi thông ra ha. Ở đây thì nói chung là xe hơi xe tải đồ mình di chuyển thoải mái nha. Đây đối diện của mình đây đó, xưởng sắt mà đó, xe tải nè, xe tải di chuyển vô được nha. Ở đây xe tải di chuyển vô được đó, là bên trên đó mình rẽ phải nó có một cái hẻm 530 ha, tỉnh lộ 10, và lên trên nữa rẽ trái thì ra cái hẻm 634 ha. Ở đây thì nói chung là hẻm thông rất là nhiều. Ở bên này nó có một cái khu giữ xe ở đây nè, nó có một cái khu giữ xe ở đây ha. Ở căn nhà của mình thì hiện tại đang nằm ở trong cái con hẻm này, mình di chuyển vô bên trong nè. Đó, con hẻm này di chuyển vô bên trong khoảng có chừng 20m thôi là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình ha. Khu này thì mình xây cũng được cao tầng nè, ở một trệt hai lầu sân thượng nè, ở khu vực này nha. Đó, còn cái hẻm này thì đi thông, nó thông ra bên 634, thông bên tay trái là thông ra 634 nha cô chú chị. Còn bên tay phải thì mình thông ra 530 của đường tỉnh lộ 10. Ở đây thì nó có thể đi thông ra bên liên khu 16-18 luôn. Đó, thì ngôi nhà của mình nó nằm trong con hẻm này. Thì hẻm này thì hai xe máy né nhau được nha.
hai xe máy né nhau thoải mái của chúng chị ha. Ở vô bên trong căn nhà của mình nói chung là rất là cao ráo luôn. Ở thì còn từ đây mình hướng đi ra mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10 nó cũng khá là gần. Từ đây đang ở đó thì khoảng có chừng là 100m thôi. Của chúng chị mình sẽ ra ngay chỗ có mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10 ha. Ở rẽ trái thì mình về bên quận 6, rẽ phải thì mình đi về bên chợ Bình Trị Đông nha. Đó, thì bây giờ ông Hoàng sẽ review vào bên trong cho chúng chị mình xem. Mặt tiền thì hiện tại chủ cũng ốp gạch cao ráo lên tới bên trên luôn, đụng trần luôn ha. Và có cái hệ thống đèn nè. Nhà này thì hiện tại là chủ chỉ có làm là một lớp cửa thôi, đó là lớp cửa hai cánh của chúng chị ha. Và có hệ thống điện nước là nước chính của nhà nước. Đồng thời rồi đồng hồ điện của nhà mình nó nằm ở bên đây, còn đồng hồ nước thì nó nằm ở bên dưới này nè, ngay chỗ góc này luôn. Đó, đồng hồ nước của mình thì nằm bên dưới này, ngay chỗ góc này luôn ha. Thì từ đây mà ra tới cái hẻm xe hơi ngoài kia thì khoảng có chừng là 20m thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra cái hẻm đó rồi ha. Thì ra đó mình rẽ tới trái thì mình ra mặt tiền đường đường tỉnh lộ 10, rẽ phải thì mình đi ra bên 634 tỉnh lộ 10 nè, rồi 530 tỉnh lộ 10 ra liên khu 16-18 tùy theo mình ha. À, hẻm này hẻm thông, với lại ở đây thì nó có gần một cái gara xe của chú anh chị, một cái bãi xe ô tô. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình có chuyện mình giữ xe ở đó luôn. Đó, thì bên trong đây sẽ là khoảng không gian khu vực gian bếp của ngôi nhà mình. Đây, hệ thống tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Có khoảng không gian để cô chú anh chị mình thiết kế mình để cái khoảng không gian kệ thờ ông táo của cô chú anh chị. Đây khu vực này ha. Đó, thiết kế kệ thờ ông táo. Còn khu vực này thì mình thiết kế mình để bếp ga hoặc là bếp âm tùy theo ý thích của mình. Còn không gian này là không gian của bồn rửa chén. Bồn này là bồn inox 304 sau lồng nha cô chú anh chị. Và bên trong này thì sẽ có khoảng không gian khu vực toilet nha cô chú anh chị nha. Đó, thì khu vực này là toilet của ngôi nhà mình đây. Có bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi sen tắm đồ đầy đủ hết. Gạch thì ốp cao ráo lên tới bên trên luôn. Bên này thì có cái máng treo đồ nè. Bên này thì chủ có làm cái máng treo đồ và có mấy cái móc bên này nè cô chú anh chị. Đó, để mình treo khăn, treo đồ đây ha. Bên này sẽ là mấy cái kệ để mình để chẳng hạn như sữa tắm, dầu gội đầu đồ đó thì tùy theo ý thích của mình. Còn bên trên là hệ thống đèn của ngôi nhà mình. Đây, toàn bộ bên này là hệ thống đèn. Đèn này là đèn đèn mâm đó cô chú anh chị. Đèn này rất là sáng luôn á. Nói chung là đèn này thì nếu mà tính ra thì một cái đèn này là bằng 3 cái đèn âm. Cửa này hiện tại thì chủ đang xài là cửa nhôm sinh pha của quý anh chị. Đó, cửa nhôm sinh pha kính đục nha. Cửa này là cửa nhôm sinh pha kính đục. Đó, thì khoảng không gian đây ngang 2,5m, đầu đuôi đều là 2,5m hết ha. Chiều dài vô trong là 8,5m nha. Đầu là 2,5m, đuôi cũng 2,5m luôn, vuông vức nha quý anh chị. Thì ở đây sẽ là khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà mình. Thì phía trước này của chú anh chị mình đậu được khoảng có 3 đến 4 chiếc xe ở đây. Đó, còn không gian này mình đã có thể mình để một cái bộ ghế sofa ở đây ha, tùy theo ý thích của mình nha cô chú anh chị. Còn ở bên trên là hệ thống đèn. À, đèn của chú anh chị 1, 2. Ở đây nó có một bóng nữa nè, là tổng cộng là 3 bóng đèn tròn và một cái bóng đèn mâm. Một cái bóng đèn mâm này có thể đổi 3 chế độ nha. Và một cái bóng đèn một led một tiếp 2. Bên này thì chủ làm thêm cái quạt treo tường nữa đó, ở bên này, ở bên tay phải của chú anh chị. Nhà này thì chỉ có một lớp cửa thôi, đó là lớp cửa sắt kính của chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mình về mình có thể mình làm thêm một lớp nữa nha, đó là lớp cửa lùa của chú anh chị, lớp cửa sắt lùa á. Thì cô chú anh chị mình có thể làm thêm một lớp nữa đó. Nhà còn cầu thang là cầu thang sắt của chú anh chị ha, bề mặt đi thì cũng bằng sắt luôn, tay vịn là bằng sắt luôn của chú anh chị đó. Rất là kiên cố luôn á, cầu thang sắt nè. Sắn này là sắn theo cùng chiều kim đồng hồ của chú anh chị đó, phong thủy cực kỳ tốt luôn rồi. Nói chung là cái nhà này thì chủ thiết kế theo cái kiểu phong thủy của chú anh chị đó. Nói chung là bếp thì sẽ để góc đó, toilet thì có cái cửa nó nằm ở góc này, nó không có chạm lẫn nhau luôn anh chị ha, nên nó không có ảnh hưởng gì hết. Thì giờ ông Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên lầu 1 để review bên trên cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì bên trên lầu 1 này thì cô chú anh chị mình về mình có thể mình làm được hai phòng ngủ. Thì cái khu vực này á là phía ngoài này sẽ là một phòng nè, phía trước thì sẽ là ban công của ngôi nhà mình có lan can. Ở còn ở đây sẽ là khoảng không gian cửa sổ nè, cửa chính ở đây có khung bảo vệ nóc 304. Rồi lên bên trên đây á thì có khung nè cô chú anh chị, khung kính nè cô chú anh chị nha, khung kính nha. Đó, khung bên trên là khung kính nha cô chú anh chị. Đó, cửa sổ nè, cửa chính của ngôi nhà mình đây. Đó, inox 304. Phía trước thì lan can là bằng sắt của chú anh chị. Thì ở đây sẽ là một khoảng không gian, khu vực này sẽ là một phòng. Ở hai bên tường thì ốp gạch cao lên tầm khoảng có chừng là 1,5m của chú anh chị ha. Gạch này thì gạch vẫy của chú anh chị. Đó, vẫy rồng, vẫy cá gì đó của chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn ha. Theo cái vẫy với nói chung là chủ làm theo đều với nhau hết luôn của chú anh chị. Đó, thì hồi nãy Vũ Hoàng có nói cô chú anh chị mình đó là nhà mình là một trệt một lầu một lửng thôi, nhưng mà theo cái chiều cao này là có thể là một trệt hai lầu luôn cô chú anh chị. Đó, cao rất là cao lên tới bên trên luôn, từ đây mà lên bên trên thì khoảng gọi chừng là 6 đến 7m ha.
là nó như một cái nhà một trệt hai là hai lầu luôn, nhưng mà thực chất thì ngôi nhà này chỉ có một trệt một lầu thôi cô chú anh chị nha. Thì nếu cô chú anh chị mình về, mình có thể mình ngăn một cái vách nhôm ở đây, mình làm một phòng ở bên này và bên trong đó là một phòng, phía bên đó sẽ là khoảng không gian đường ống cấp, đường ống xả, rồi ổ điện để cô chú anh chị mình thiết kế cái máy giặt ở đó ha. Và bên này thì có một khoảng không gian toilet, và cầu thang này là cầu thang xếp để mình di chuyển lên bên trên cái khoảng không gian lửng. Thì không gian lửng nó có một phòng ngủ ở bên trên nữa. Ở nhà mình thì khu vực ở đây thì hiện tại đang xài là một bóng, hai bóng đèn led 1 tiếp 2, bên này một bóng nữa là ba bóng đèn led 1 tiếp 2 nè cô chú anh chị, ba bóng đèn led 1 tiếp 2 nha. Còn ở bên trên đó là hệ thống đèn led âm trần ở bên trên nha cô chú anh chị. Đó, toàn bộ bên trên là hệ thống đèn led âm trần nha. Bên này sẽ là một phòng ngủ ha, có cửa sổ, cửa chính đồ đầy đủ hết ha. Rồi phía bên này sẽ là ban công của ngôi nhà mình nè. Thì cô chú anh chị mình có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ở đây. Đó, mình phơi đồ ở đây nha. Khu vực này thì mình đang phơi đồ nè ha. Đó, có lan can nè. Lan can này thì lan can bằng sắt nha. Không gian này thì để mình phơi đồ ở đây. Bên này nó có một cái phễu thoát nước thì chủ làm sẵn cho mình luôn rồi. Đó, chờ mưa đồ đó thì thoát nước trực tiếp ở đó luôn. Cái này là lan can để phơi đồ của chúng chị. Đó, không gian này là một phòng, phía trong nó là một phòng, có cửa, có cái khoảng không gian toilet và cầu thang để mình di chuyển lên bên trên nha. Bên tay trái này sẽ là khung inox 304, rồi cửa sổ thì chủ đã làm sẵn hết rồi, nói chung là nhà mình rất là thoáng luôn. Ở cửa phía ngoài là cửa sổ nè, một lớp cửa chính nè, một lớp cửa chính, một lớp cửa sổ nè. Ở bên trên này có cái cửa kính, cái này là cái kính tấm kính với lại cái khung này là khung uống cô chú chị, uống sắt ha, cái sắt này là sắt uống nha, uống lên cái mẫu rất là đẹp luôn, để mình lấy cái ánh sáng từ bên ngoài vào. Rồi còn bên này thì sẽ là cái cửa sổ ha. Rồi giờ ông Hoàng sẽ di chuyển vô bên trong đây. Ở bên trong này thì cô chú anh chị mình làm được thêm một phòng nè. Còn khu vực này sẽ là khoảng không gian để cô chú anh chị mình thiết kế cái máy giặt ở đây nè. Đường ống cấp, đường ống xả để mình thiết kế máy giặt ở đây ha. Ở bên trong này sẽ là khoảng không gian khu vực toilet của ngôi nhà mình đây. Ở gạch ốp cao ráo lên, một cái mẫu gạch rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hai bên là một cái mẫu gạch với cái tông màu là màu xám trắng. Còn cái này là vàng trắng của chú anh chị ha. Ở giữa sẽ là hệ thống đèn này là đèn mâm rất là sáng luôn. Ở bồn cầu đúc nguyên khối nè, bồn cầu này rồi bồn cầu đúc nguyên khối, lavabo, rồi hệ thống gương soi. Ở bên này sẽ là khoảng không gian cửa nhôm nha quý anh chị, bản lề của kim long, cửa nhôm này với cái tông màu là màu trắng. Hiện tại thì chủ đang xài là cửa nhôm nè, cái này cũng cửa nhôm luôn, hai cái là đều cửa nhôm hết. Ở đây sẽ là một phòng của quý anh chị, phía ngoài thì sẽ là một phòng. Ở đây có lan can nè ha, có khu vực lan can để cho tránh cho trẻ em di chuyển của chú anh chị, nó cũng nguy hiểm lắm ha. Nếu mà giờ thì chủ làm rồi thì nó rất là an toàn. Đó, cái này là không gian để mình có thể để một cái tủ ở đây, để có khoảng không gian để máy giặt ở đây nè. Đó, mình có thể mình giặt đồ xong mình phơi ở đây luôn. Đó, mình phơi trực tiếp á, hoặc là mình để cái tủ đó để mình cất ha. Thì cái cầu thang này là cái cầu thang xếp nha quý anh chị, cô chú anh chị mình có thể mình gấp lại được nha. Đó, cái này thì cô chú anh chị mình chỉ cần nâng lên thôi. Đó, mình nâng lên vậy thôi cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình nâng lên rồi mình gấp vô tường thôi. Tại vì ở đây nó có một cái khóa nè, cái chốt nè cô chú anh chị. Cái này cái chốt nè, đó, để mình khóa lại. Đó, nói chung là mình gấp vô tường là mình khóa lại ha. Đó, một phòng, phía trước là ban công nha. Đó, cửa là cửa nhôm hết cô chú anh chị. Hai bên tường thì ốp gạch cao lên là tầm 1,5 m ha. Thì giờ ông Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên cái tầng lửng cho cô chú anh chị mình xem. Ở đây chủ làm một cái khung nhôm nè cô chú anh chị. Khung này là khung nhôm ha, kính đục nha, khung nhôm kính đục. Một lớp cửa sổ ở đây, phía sau thì có một cái cửa sổ nữa nha. Ở đây là một phòng ngủ nè, khu vực này một phòng. Nhà mình có tổng cộng là có thể làm được 3 phòng ngủ nha. Riêng ở đây là một phòng nè, ở phía dưới là mình làm được 2 phòng. Và có 2 nhà vệ sinh, hướng chánh của ngôi nhà là thuộc hướng nam nha cô chú anh chị. Nói chung là nhà mình ở đây trần cao ráo lắm nha. Riêng cái khoảng không gian này từ đây mà lên đến đó là các khoảng cỡ chừng là 3 m đó cô chú anh chị. Từ đây, từ dưới cái sàn này nè, lên tới bên trên là khoảng cỡ chừng là 3 m ha. Rồi bên trên là hệ thống đèn ốc led âm trần ở bên trên nè, đèn led âm trần nha. Rồi bên này sẽ là cửa sổ của ngôi nhà mình. Cửa sổ này thì chủ có làm cái khoảng không gian này nè, cái này cô chú anh chị mình có thể mình cái lối thoát hiểm được nha. Mình mở cái này ra là bên kia là cái sân thượng của nhà người ta nha cô chú anh chị. Bên kia là cái sân thượng của nhà người ta. Cô chú anh chị mình thấy không?
Đó, cái lối này là lối thoát hiểm, phải nói là tuyệt vời nhất là cái lối này nè. Bên này là cái sân thượng của nhà người ta nè quý anh chị. Đó, khu vực này nè, sân thượng của nhà người ta quý anh chị nha. Đó, chủ làm một cái khoảng không gian này là cái lối thoát hiểm rất là, phải nói là rất là tuyệt vời luôn đó quý anh chị. Đó, phải nói là rất là tuyệt vời nha. Ngũ Hoàng phải nói là rất là tuyệt vời. Ở khoảng không gian này là sân thượng của nhà người ta. Thì mình sẽ làm một cái cửa sổ ở đây. Đó, mình sẽ làm một cái cửa sổ ở đây nha. Rồi bên này sẽ là một cái cửa sổ nữa. Ở bên này là một cái lượt cửa sổ nữa nè, mình có thể mở ra được nè. Bên này thì cái khoảng trống này thì mình có thể mình phơi đồ với Quỳnh. Khoảng trống này mình lấy không khí gió từ bên ngoài vào được nè. Đó, là cái khoảng trống này nữa ha. Bên này thì chủ ngăn vách nhôm lên. Rồi cửa này thì cửa lùa nha quý anh chị. Cửa lùa. Đó, cửa nhôm lùa nha quý anh chị nha. Đó, cửa này cửa lùa. Đó, cửa lùa nè quý anh chị. Ở khoảng không gian này thì một phòng. Khu vực này quý anh chị. Đó, một phòng ngủ rất là tiện luôn. Nếu của chú anh chị nào mà mình đang ở khoảng cỡ 4 đến 5 người á thì nên xem xét căn này, hoặc là 5 đến 6 người cũng được, nên xem xét cái căn này ha. Nhà một trệt một lầu một lửng phù hợp cho gia đình từ 5 đến 6 người nha. Thì bây giờ ông Hoàng cũng xin thông báo lại của chú anh chị mình là ngôi nhà của mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 588/14 đường tỉnh lộ 10 thuộc phường Bình Trị Đông quận Bình Tân, có cái tổng diện tích đất là 20,7 m², kích thước ngang 2,5 m và chiều dài là 8,5 m nha. Có kết cấu một trệt một lầu một lửng của chú chị, gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đang có hướng chính là thuộc hướng nam, nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn ha. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng cái căn nhà này là 2.300.000.000 nha, 2.300.000.000 của chú chị nha. Đó, giá này thì chủ vẫn còn bớt nữa, thì nếu quý anh chị nào quan tâm liên hệ của Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu quý anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha, và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của quý anh chị nha. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn lại quý anh chị mình ở clip tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày làm việc an lành và tốt đẹp nha.